Trước tình trạng hàng nghìn người dân đã ùn về quê ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh có lệnh giãn cách thêm một tháng, chính quyền thành phố một lần nữa kêu gọi bà con hãy ở lại, ai ở đâu xin hãy ở yên đó. Thành phố quyết không để dân đói khổ. Việc người dân tự ý về quê sẽ làm lây lan dịch bệnh cho quê nhà, rất khó để kiểm soát. Giãn cách là điều không ai mong muốn. Chính quyền thành phố vẫn biết rất rõ, nếu giãn cách thì đời sống kinh tế của người dân sẽ vô cùng khó khăn. Thế nhưng khi tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến khá phức tạp, thì đây là quyết định cần làm để dập dịch. Việc người dân tự ý di chuyển về quê sẽ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh đến những địa phương khác, khiến việc kiểm soát dịch sẽ càng trở nên khó khăn. Thành phố sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo chăm lo cho nhân dân và huy động tất cả những gì có thể từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn lực xã hội, sớm triển khai các gói an sinh đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày của nhân dân. Những gói an sinh xã hội sẽ được triển khai nhanh chóng. Chính quyền phường, xã sẽ khẩn trương hỗ trợ chăm lo cho bà con gặp khó khăn vì dịch bệnh. Các phường thành lập các cái tổ an sinh xã hội cấp phường, phường cũng sẽ tổ chức chăm lo cho các cái đối tượng F0 cũng như là những cái hộ gia đình khó khăn. Cùng thời gian này, chiều ngày 15 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong 2.000 người dân Ninh Thuận từ Đồng Nai về quê tránh dịch, thì đã có tới 400 người bị nhiễm COVID-19, khiến công tác phòng chống dịch gặp rất nhiều khó khăn. Đây là những minh chứng cho thấy, việc người dân tự ý di chuyển về quê sẽ làm nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Ai ở đâu xin hãy ở yên đấy, đúng như công điện mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.